trong khuôn khổ dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 8 và công tác tại Trung Quốc. Ngày hôm nay tại thành phố Trùng Khánh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến đồng chí Viên Gia Quân, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy thành phố Trùng Khánh. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bộ ngành địa phương Việt Nam mở rộng và tăng cường giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện với thành phố Trùng Khánh. Bày tỏ vui mừng và vinh dự được đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm thành phố Trùng Khánh, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Viên Gia Quân cho biết, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất liên tục trong 5 năm qua và điểm đến đầu tư lớn nhất của Trùng Khánh trong ASEAN, khẳng định Thành ủy chính quyền thành phố Trùng Khánh coi trọng cao độ quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam. Đồng chí Viên Gia Quân đánh giá cao việc Bộ Ngoại giao hai nước trao đổi công hàm về việc thành lập Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, tin tưởng Tổng lãnh sự quán Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giữa Việt Nam với Trùng Khánh nói riêng và với khu vực miền Tây Trung Quốc nói chung phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân hai bên. Trao đổi về hợp tác giữa hai bên thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan hữu quan của thành phố Trùng Khánh ủng hộ hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện các thủ tục liên quan để Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh chính thức đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động và công tác của Tổng lãnh sự quán sau này, qua đó sớm phát huy hiệu quả vai trò là cầu nối giao lưu hợp tác giữa hai bên. Thủ tướng đề nghị tiếp tục làm sâu sắc hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, củng cố nền tảng vật chất cho quan hệ hai bên. Các cơ quan hữu quan Trùng Khánh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác hiệu quả tuyến đường sắt liên vận quốc tế Trung Quốc - Châu Âu, đưa hàng hóa Việt Nam xuất khẩu đi nước thứ ba, nhập khẩu nhiều hơn các mặt hàng chất lượng cao của Việt Nam, tận dụng tính bổ sung lẫn nhau về cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu của hai bên để mở rộng kim ngạch thương mại song phương, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, tích cực nghiên cứu việc mở thêm các đường bay thẳng giữa Trùng Khánh với các địa phương lớn của Việt Nam để tạo thuận lợi cho giao lưu đi lại của người dân hai bên. Tán thành với những ý kiến quan trọng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Viên Gia Quân khẳng định, Thành ủy chính quyền Trùng Khánh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh và phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương Việt Nam triển khai thực hiện tốt các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhất là khai thác hiệu quả tuyến đường sắt liên vận quốc tế Trung Quốc - Châu Âu, tăng cường nhập khẩu hàng hóa chất lượng cao của Việt Nam. Mong hai bên hợp tác trong lĩnh vực Trùng Khánh có thế mạnh hoặc hai bên có nhu cầu như sản xuất công nghiệp, vật liệu mới, năng lượng mới, kho vận, logistics, du lịch, đóng góp tích cực xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược.